xe này chạy lại không biết làm gì đây. Bật mưa cá nó cũng không ăn. Cá bự nè, ở nhà ăn chua ăn bữa đi, không là cũng thèm con chua dữ rồi. Đá vô nhà ai sâu dữ rồi. Đuối, đù, kèo. Nhận quá. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay cho con em lại tiếp tục ra khơi đây. Hôm nay thì đi buổi sáng sớm, bây giờ cũng 6 giờ 7 giờ sáng. Lại xuống mấy cái cánh quạt cả nhà. Te luôn. Đây cho cả nhà xem hôm nay thì có làm cái. Hôm nay mới mua hai cái ống sắt dài nè. Nối vô cho nó dài thêm. Đi dài thì nó khỏe hơn, cái ống trước nó cong 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 mà nó ngắn á. Nên là nối làm lại luôn, hai ống thẳng băng rất rã luôn. Giờ thì cha cột xiền với lại ấy vô rồi giờ chuẩn bị te. À cũng có nhiều anh chị cô chú hỏi là te có điện hay không, hoàn toàn là không có điện nha, te thủ công thôi, không có điện. Giờ cha cột dây chuẩn bị chạy gạo luôn. Cái này là cái nước máy nha, cái nước là mát máy, chạy cho châm vô xanh lè luôn. Rồi kéo luôn cả nhà ơi, vác đầu tiên. Hôm nay te gọng mới dài nó đi nó lướt quá lướt. Biết có cá không này. Con cá út chà bá luôn. Rồi sổ đục luôn. Con cua. Con mà thả đi. Con cút chà bá nè. Wow. Quá đã luôn. Úp. Rồi, cả nhà cùng chờ giúp sao xem ơi, có nhiều cá không nha cả nhà ơi. Để em lựa cá đây. Rồi kéo luôn cả nhà ơi, nay chạy gần mấy cái cánh quạt luôn nè, sát bên luôn, nhìn nó gần ở ngoài cả nhà, nhìn nó bự lắm, rất là to lớn luôn, nhưng mà vô cái điện thoại chắc cả nhà nhìn nó thấy cũng nhỏ à, rất là nhiều luôn. Ui cá cơm quá trời nè. Rồi bây giờ sổ đục luôn, biết có cá gì bự bự không đây, cái đục cũng khá lớn nè. Hai con lịch là chứ. Giác này thì thấy cá cơm cũng khá nhiều quá nha. Khá nhiều đồ quá. Nguyên đục cho bá luôn cả nhà ơi. Không biết có gì trống không để khiên phụ. Rồi sổ đục luôn cả nhà. Giác này thấy cái đục bự lắm. Quá trời luôn kìa. Ui cái gì vậy, cái phèn cá đu. Ui cá đu kìa nha. Cái này cá đu đó. Ui giác này có lý nè. Quá trời đồ luôn nè. Có phai rồi cha, phai rồi cha. Cha. Rồi. Ui. Cái này có lý nè. Có phai. Úc.
Dưới này có cá đù quá cha. Cá đù nữa cha. Cô Lý à. Dưới này cô Lý à. Cá đù cá cơm. Dưới này cá đù cũng bộn quá. Nè. Cô bự quá. Có đã luôn. Dưới này có lúa nè. Đù có đã chưa nha. Có đã luôn. Cá này mà nấu ngót ha. Cứ nồi nổi lên. Đù. Dưới này có cá đù. Cá rô rô bự nó đã chứ. Đã chưa. Cá phèn. Cá phèn nhỏ nhỏ quá trời luôn. Với cá đù, cái út mớ, cái út nữa. Không có đù bự. Ui, nguyên đống đồ bự quá. Này lửa hơi bị đau lưng à. Quá cái cơm luôn. Đù có cơm quá trời rồi. Quá đồ rồi. Thôi giờ em lựa cho xong mấy cái đống đồ này, giờ quay vô cái nhà xem thành quả nha. Xem cái vét này bao nhiêu đồ, vét này thì khá khá đó. Vét này là có lúa. Tiếp tục đây thôi. Đây là cả nhà. Em mới sàng ra. Sàng ra cá bự thì lễ ở đây chút mình nữa mình lựa tiếp. Còn trong đây là cá cơm nè. Này sàng ra mấy cá bự nè. Đây cá này. Đã chưa? Quá đã luôn. Rồi bây giờ em lựa nè, em lựa ra thì quay cho cả nhà xem bao nhiêu cá bự nè. Nhà thì vẫn đây tiếp tục chạy. Thôi, tiếp tục sổ đục luôn. Đống này thì chưa lựa xong nữa cả nhà. Đây, lựa được mớ cá nè. Cá đù mà mập không. Chuẩn bị đột tiếp. Không kịp nữa. Ui cá phèn nhỏ nhỏ quá trời vậy. Dưới này có lúa. Không có cá cơm. Cá phèn nhỏ không à. Trời cái này lụm hơi mệt à. Bao la luôn. Bao la cá phèn luôn. Nay bội thu rồi cả nhà ơi. Cá quá cá rồi. Giờ không biết sao lựa nổi đây nữa nè. Cha nãy tính lấy quạt ra mồi đi thuốc mà cái quạt nó bị hư á. Nên là cha lặn lộ qua bển xin chú kia cái quạt. Chú kia rập nè. Để xíu nữa không có quạt cái không nấu ăn được tại cái lò ga nó cũng bị hư đó. Nếu mà mình mồi lửa lên thì phải có cái quạt mình mồi nó mới lên được cả nhà. Nên là hơi lợi có chú kia giúp được cái quạt đỡ. Rồi kéo tiếp tục cả nhà ơi. Nước bây giờ thì cũng lớn rồi. Làm gì đây? Câu kèo. Câu hả chú? Đâu có thấy phao gì đâu. Rồi kéo lộng luôn. Có bút mà. Ở đây cho nó là câu gì đó. Nhưng mà không thấy phao. Nên là thôi kéo lộng luôn đi.
Có hoài không chơi vô rập. Kéo luôn cái rộng quá. Hôm nay xây nước lại ngày lại mới có đồng nước hay sao mà te chút xíu nước lớn. Đây quay thành quả cho cả nhà xem nha. Đây chết sao được mấy cá vàng nhỏ quá trời. Thùng cá bự. Thùng cá bự, thùng cá ấy cá cơm mà bự bự không. Bịch cá cơm. Cơm đã. Cá cơm này là mắm ngon. Còn cái cá cơm nhỏ đó em về em phơi khô nha cả nhà. Cả nhà anh chị nào mà có dùng cá cơm khô thì liên hệ em nha. Nghe vô the vô thì em làm. Cũng có số lượng ít thôi, chừng nào lại có mới làm. Nên là đang có thì cả nhà cần thì điện thoại em. Thôi chạy gì có hơi gì. Đây, bắt mớ cá nó nuốt vô ăn. Này, cá bự nè cả nhà, con chua ăn bữa đi, không là cũng thèm con chua dữ ơi. Có ai không chả? Mình lấy cái thiều thiều lên. Để có cái đuối gì không? Không có cái đuối sao? Đây có con cái gì cái gì cái sẫm sẫm chua cái đầu nó chua hả? Còn bữa nay đừng mới cái đầu quá trời. Dạ. Chạy sâu vô trong được mới cái đầu. Chua luôn. Trong sọng lên nữa có cá gì nữa không? Con này có cái út. Ừ. Có bay nè. Đuối. Có cái một cá nấu canh chua cơm. Bắt mấy cơm thẻ nấu luôn kìa. Chứ có phai rồi, nãy có phai rồi. Nãy con còn à. Đi rồi. Đây nè, đây nè. Đây nè. Ô, bự à. Rồi nấu chua quất đi. Rồi. Úc nôn chùa. Nấu cá cái luôn. Cá phèn nhỏ nhỏ không? Cá phèn này chắc phải khô quá. Cái này xem cá tôm này. Cá tôm nhỏ. Có cái đá này. Họ mở ghê vậy ta. Cá cơm này béo quá gì mở chứ. Này. Cơm này em về em phơi khô rồi cả nhà. Anh chị của chú nào cần cá cơm khô thì liên hệ em. Cá này cơm khi khô này mình về mình rim nè. Kho tiêu nè, nấu canh chua hay là nấu canh rau thì thả vô mớ. Ngon lắm, cá tươi nè cả nhà. Đấy. Ướp nước đá này. Rồi về phơi. Nhà nào anh chị nào ăn có cơm khô thì liên hệ em nha. Đây, chả bắt men cá út. Con chua. Này tè không men cao phụng. Đây. Đâu rồi cũng thèm con chua rồi. Út. Út sừng. Sẫm. Út. Men cá đù. Con cơm. Con còn cá phai. Tè thì không có vô cá phai nhiều. Cái này cái gì mình không biết luôn, cái liệt cái sao. Rồi chạy nấu canh ăn cơm ở nhà cái bụng. Thank you.
nấu canh chua cha. Canh chua nay nhà lâu quá con nấu canh chua, nay con tấu bén này canh chua. Con cá Úc có trứng chưa? Này qua ghe này ngồi thả cái gọng xuống thì mình rộng rãi ha. Nhảy trên sân luôn. Phan phan. Thả cái gọng hai bên ghe bự xuống rồi cả nhà. Rộng rãi luôn. Ngon chưa? Lâu lắm ăn canh chua lại hả cha. Hôm giờ te tàn cá cơm không. Nay cha thèm canh chua cái nhỉ. Có cá lại mới làm ruộng mới có cá lại. Đúng hả cha. Còn có anh chị cô chú vô bình luận nói là sao nó canh chua mà bỏ đường á. Vì cái này là tùy theo vùng miền thôi cả nhà. Ở em thì người ta anh em người ta bỏ xíu đường vô. Xíu rồi cả nhà. Cho nó dịu lại nước lại chứ gì đâu. Đó là cái cách nấu tùy mỗi vùng miền. Nắng hả cha? Hôm nay nắng gì? Dài giờ nắng không đâu có mưa. Đâu bánh vô. Nước me thơm rồi. Bỏ đậu bắp vô trước nó không bị ra nhớt hay nhỉ. Đây là một cái cách nấu của cha nè. Đá vô nhà ai sâu dữ rồi. Wow. Đuối đùi keo có con cá này cá gì chạy cá liệt hả? Cá liệt riêng cá sẩm luôn. Mấy cái đó bỏ như xào quá ha. Cái đầu nó chua nữa chưa? Quá thơm. Đúng quá. Giá với lại đường niêm. Phiêu ngồi luôn. Đổi trên để nát khách. Đổi. Đổi.
Rồi, cha vớt mấy cái bọt xong rồi chín này ăn cơm luôn cả nhà. Nồi canh chua khí thế quá. Nồi canh chua, bỏ đồ ôm vô luôn thì cơm. Quá khứ rồi. Cơm mời anh ăn cơm nha, có canh chua lâu quá mà canh chua ở nhà ơi. Đi cơm ngồi đây thoải mái rộng rãi luôn. Đã không chà, lâu lắm rồi canh chua. Nói lâu lắm chắc cũng cỡ tầng hai tầng gì chưa ăn cái gì. Rau bỏ món chua ra không? Cá cà đỏ. Cỡ. Cũng là không có mặn. Nói chung là nay làm cái ổng lại đi nó cũng im rồi chắc. Ổng gì vừa đi à? Quan trọng là sợ nó bị cong á, nhưng mà nãy thấy cũng có dính gốc, nhưng mà dính nhẹ thì chắc không sao. Gọng thì làm dài thêm vài mét nữa là cái gọng mình chắc khoảng 11 12 mét rồi chứ. Đi nó cũng im á, cũng lướt. Chèn nước vô. Không cộng. Dạ cũng cục quá. Không có 9 mét nè. Giờ chắc cỡ 12 mét á. Nói chung là mình ghe mình nhỏ, mình đi dài quá nó cũng không ngon, mà đi ngắn quá nó cũng không có được. Quan trọng là vừa đủ thôi. 12 mét nè. Có đủ cái ốc rồi nha. Cục phải không kìa? Anh chị con em thì chạy lúc 8 giờ sáng ha. Bây giờ lần quần cũng 3 giờ chiều rồi. Nhưng mà cái nước cạn này nó không có lâu ha, đi được có mấy tiếng à. 3 tiếng, 2 3 tiếng. Chạy xuống cái te được vài vết cái nước lớn lên rồi. Nói chung là cũng có đồ ra ra hết chưa. Đây được có giày dép này, với lại nãy được đục kia cũng có cá cơm cá đù luôn. Nói chung là không có lỗ dầu có lời, nhưng mà chắc đỉnh mà te được ít thời gian quá nên là không có lời nhiều, đi ngắn thời gian á. Cũng có cơm đi chút xíu nước lớn mà. Vài ngày nữa đi, 1-2 ngày nữa là nước cầm lại là đi ngon. Đi ở trong đó thì đi còn cột cát nên là the không có múc bùn múc sình gì hết, đi im lắm. Nhưng mà sợ là sợ dính gốc á, dính gốc thì đâu cột cát dễ dễ gọc công gọng á. Cột cát không sợ, sao sợ mấy cái vô lập á, đụng cái gốc trà bá thì cũng đỡ bùng. Không có bớt ra, không bớt ra. Hồi đó chỗ nãy là te, cho con em te là ở chỗ Tân Thành, biển Tân Thành. Cái trứng này nè. Trứng cơ. Trứng cơ Úc. Thường thường là trứng cơ ngát với trứng cơ Úc cũng hơi giống giống á. Mà trứng cơ Úc với trứng cơ ngát, con nào ăn ngon hơn chưa? Trứng cơ Úc thì ăn ngon hơn. Trứng cơ Úc ăn ngon hơn. Cá ngát thì cái trứng nó bự lắm, chà bá luôn. Trứng cơ ngát thì mình quậy với lại hộp dịch.
ăn. Này chắc không được cả thùng cá bự ha. Cá chợ. Cá chợ. Cá chợ mà chợ cỡ đây, cá đây đây. Chợ đây chợ rẻ. Cá bao la ở đây sống chay cá ghê quá trời. Đây là cá rẻ. À còn cá cơm nữa, cá cơm nhỏ nữa. Cơm nhỏ xíu nữa về phơi. Phơi khô, rồi cả nhà nào có ăn cá cơm khô thì liên hệ em nha. Số điện thoại em để trên video này với lại phần mô tả. Vô có đồ luôn nè. Cá cơm khô mình làm gì ngon cha? Cơm khô, riêm khô, sạch khô gì nữa làm. Riêm nước mắm nè, kho tiêu nè, nước canh chua nè, nước canh rau thả vô cũng được. Với lại mình chiên á, chiên giòn á mình rai rai cũng được ha. Chiên giòn mình chấm thân ớt, có me đồ rai rai ngon lắm. Cá cơm dễ ăn. Cơm thì cả nhà là cái đậu tôi về con cá là cả nhà yên tâm rồi, đây trong ngày rồi. Với lại anh chị của chúng nào mà có ăn cá ngát khô nè, với lại cá đồng khô nữa em cũng có nữa, đang có một ít. Cả nhà nào có cần thì liên hệ số điện thoại em. Cá ngát khô có rồi, cá ngát khô có một ít với cá đồng cá lãi nữa. Cái trình mở rồi nha. Mùa này thì nắng lên rồi nên là phơi được. Mấy tháng trước thì nó nắng, mưa. Là giờ là qua cơn mùa mưa chưa cha? Hay là còn mưa nữa? Còn mưa chứ. Còn nữa hả? Còn mưa nữa cả nhà. Tranh thủ cả nhà nào cần khô thì liên hệ em nha. Để vài bữa nữa nó mưa qua không được. Thì con ăn cơm gì nghỉ ngơi rồi làm cái miệng te lại, cơm làm miệng te lại mới được. Cái gọng nó dài á, mà cái miệng te mình nó ngang cái hạt, cái vạt nó ngắn rồi mới nấu thêm mét 2 mét nữa. Mình ăn cơm nữa nha, để mình mong mong. Rau rác mà rủ.